phần chia sẻ với các bạn về những cái kỹ năng về online. Thì theo mình tổng kết được qua những năm tháng thì mình thấy là chúng ta cần có 7 kỹ năng các bạn. Tuy nhiên ở đây mình nói là mình cũng gọi các bạn là không có một cái công thức nào nó tuyệt đối hết. Cái đây là chẳng qua là mình chia sẻ những cái mà những cái gì mình va vấp, mình trải nghiệm, mình nhìn thấy, mình quan sát và những cái gì mình đã từng làm thì mình chia sẻ đến các bạn. Còn cái công thức thì nó không bao giờ tuyệt đối, nó thay đổi theo thời gian mà. Mỗi thời điểm thì mỗi cái công cụ nó tốt hơn, trên online mỗi thời điểm nó tốt hơn thì nó sẽ cho chúng ta những cái kỹ năng. Chúng ta cần có thêm những cái kỹ năng cái gì vậy? Chúng ta cần phải thay đổi theo thời gian. Thì bản thân mình thì năm 2008, năm 2009, năm 2010 bắt đầu. Lúc xưa đó thì ai cũng sử dụng online rồi thì chúng ta không bàn rồi. Ai cũng biết online, như ví dụ là chúng ta biết lên Yahoo, chúng ta biết gửi email. Những cái việc đó là cái việc không nói, nhưng mà chúng ta ứng dụng online để chúng ta kinh doanh thật sự á thì chúng ta mới cần những cái kỹ năng sau. Kỹ năng thứ nhất đó là kỹ năng về web. Khi mà nói về web thì các bạn cần nhìn cái góc độ sau nói về web. Chúng ta cần hiểu về web. Chúng ta cần phải có cho mình một cái trang web và hiểu về web. Web được ví như là một cái nhà của chúng ta, nó như là một cái văn phòng của chúng ta các bạn. Web được hiểu nó như vậy đó. Thì kinh doanh chúng ta phải bắt buộc có web. Có nhiều bạn kinh doanh không có cái web nào hết đó, chỉ có một cái Facebook không à, hoặc là một cái trang Zalo không à, thì như vậy cũng đáng là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái web thì tuyệt vời. Cái web nó như là một cái nhà, cái văn phòng. Giống như là nếu mà chúng ta mà có mỗi cái Facebook không thì giống như là bạn kinh doanh mà bạn không có cái văn phòng. Bạn vào cái chợ và bạn có một cái kiosk ở chợ, thì cái kiosk ở chợ thì giống như bạn có một cái web, cái có một cái trang Facebook ở trên Facebook vậy á. Các bạn hiểu chưa? Nên là chúng ta cần phải có một cái web. Thì khi về web á thì các bạn phải biết những kiến thức sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải có gì? Có cho mình một cái tên miền. Tên miền. Chúng ta cần có cho mình những cái tên miền. Một cái tên miền, ít nhất là một cái tên miền. Cái thứ hai, chúng ta cần phải thuê một cái hop. Cái hop là nơi chứa cái web. Và cái thứ ba là chúng ta viết cái web, cái mã web, cái code, người ta gọi là cái mã phần mềm á. Ok chưa? Khi đụng vào web thì chúng ta cần có ba cái kiến thức sau: tên miền, hop và code. Tên miền nó là gì? Tên miền là cái tên của website. Ví dụ như là cái tên miền của trang web chính bên mảng đào tạo của mình là btraining.org. Cái các bạn hình dung chưa? Thì nó là cái tên miền. Tại sao chúng ta phải có tên miền? Thì nó là bình thường thôi. Các bạn hình dung ở ngoài thực tế, các bạn muốn mở một cái cửa hàng thì cái cửa hàng bạn cũng phải có một cái tên. Và cái tên đó bạn có xin phép không? Phải xin phép nhà nước cấp, xin giấy phép kinh doanh đó các bạn. Công ty chúng ta nó có cái tên thì lên online chúng ta cũng phải có cho mình một cái tên miền. Cái mình là tên của cái web, tên của cái nhà, tên của cái cửa hàng, địa chỉ của cái web. Thì giống như ở ngoài offline thôi. Nói chung online là họ làm một cái của offline đưa lên online thôi. Các bạn không cần phải suy nghĩ nó khó khăn phức tạp, nó rất đơn giản. Cái hub là cái gì? Cái hub là nơi chứa cái web. Giống như là ngoài kia khi mà bạn đi mở một shop thì bạn phải mướn cho mình một cái mặt bằng. Các bạn phải mướn cho mình một cái mặt bằng. Cái mặt bằng nơi đó các bạn mới xây được cái shop của mình lên. Các bạn mới chứa được cái shop mà nó. Thì ở trên online như vậy, bạn phải mướn cho mình một cái mặt bằng trên online, đó chính là cái hub. Cái hub là nơi chứa cái web của mình. Và chúng ta tốn tiền cũng tốn tiền. Mà tốn tiền mướn mặt bằng ở ngoài thực tế bạn thấy nó mắc không? Rất mắc. Còn mướn tiền mặt bằng trên online thì nó rất là rẻ. 1-2-3 triệu một tháng thôi, không nhiều. Tên miền thì chúng ta ưu tiên tên miền .com trước. Ví dụ là nguyenthaiduy.com. Rồi chúng ta ưu tiên tên miền thứ hai là .vn, nguyenthaiduy.vn. Rồi tên miền thứ ba là nguyenthaiduy.com.vn. Chúng ta ưu tiên những tên miền đó trước. Còn mà trường hợp những tên miền đó không còn nữa thì chúng ta mới ưu tiên những tên miền khác. Bên training mình.org, mình có tên miền btraining.vn nữa, nhưng mà mình dùng btraining.org vì bên mình cái bảng đào tạo nó cũng giống như một cái tổ chức gì vậy đó. Nhưng mà các bạn kinh doanh thì lên .com.
vn hoặc .com.vn. Nó đơn giản vậy, còn không có thì bạn mua tụi mình hết cũng họ không sao, quan trọng là cái cách chúng ta làm. Rồi cái tên miền các bạn cũng phải trả tiền. Tên miền thì nó cũng có cái giá của nó. .com thì giá nó khoảng 300.000 theo quy định, nhiều lúc nó mắc hơn rẻ hơn thì tùy những nơi, nhưng mà nó cũng không bao nhiêu, lên xuống chút xíu. Tên miền Việt Nam thì nó cao hơn, .vn thì nó khoảng 800.000 hơn, .com.vn thì nó khoảng 700.000. Mà chúng ta mua lần đầu hết thì một năm khoảng 2-3 triệu gì đó. Và cái con là cái viết quý web, bạn phải nhờ cái người viết web, họ viết web cho bạn, ok chưa? Tuy nhiên ở đây các bạn kỹ năng là gì, ý ở đây là mình, nếu mà các bạn làm được hết mấy cái này thì tốt, nhưng mà chả ai rảnh đâu đi làm mấy cái này. Cái này các bạn nhờ mấy bạn IT làm. Cái kinh nghiệm của mình là vậy, các bạn nhờ mấy bạn IT làm. Bản thân mình hồi giờ mình cũng có biết cái web này đâu, có nhân viên mình các bạn đó làm. Tuy nhiên cái gì các bạn phải biết, các bạn không cần phải viết lên một cái web, các bạn không cần phải code lên một cái web, nhưng mà cái gì các bạn phải biết, cái các bạn phải biết ở đây đó chính là các bạn phải biết vào trong cái web của mình, tự đăng nhập vào trong web mình, các bạn phải biết post bài, các bạn phải biết post hình, các bạn hiểu ra điều này chưa? Các bạn phải biết post video, các bạn biết phải biết chỉnh sửa ở trong đó, chỉnh sửa bài viết á, các bạn phải biết chèn link. Đó là những cái mà các bạn phải biết. Các bạn hình dung chưa? Hoặc là biết cái cách tạo menu, biết một số cách đơn giản, biết cách add địa chỉ ABC đó. Cái đó bắt buộc bạn phải biết. Bởi vì sao? Những cái đó nó diễn ra hàng ngày. Ví dụ như bạn muốn sửa cái bài viết gì, bạn muốn sửa cái văn gì, hoặc là bạn muốn viết một cái bài quảng cáo, lại cứ hỏi chút nhờ nhân viên hoặc là hỏi chút nhờ ao sụp bên ngoài, chúng ta sẽ không có làm được, chúng ta sẽ không có chủ động được. Bạn có nhận ra điều này chưa? Bản thân mình á thì về cơ web viết, nhưng mà mấy cái đó thì mình rành lắm. Mà làm sao vào web viết bài như thế nào, gắn từ khóa động mình viết rất là rành, còn về viết bộ ra web mình không biết. Bạn nhận ra cái này chưa? Chúng ta không cần nhất thiết phải đi học thiết kế web, chúng ta không cần phải tự tạo ra một cái web, nhưng chúng ta phải biết đăng nhập vào, chúng ta viết được bài trên đó, chúng ta chỉnh sửa bài viết mình ở đó, chúng ta chỉnh sửa hình ảnh theo cái ý đồ của mình đó, bóp cái hình vào video, các bạn chưa, biết chèn từ khóa, chèn link, và một số cái như biết tạo menu, biết gắn hình đồ bên này đó, chấm, một số cái. Thế là xong, và phải rành rõ cái đó, và cái này rất là dễ, không khó gì hết. Bạn mất khoảng vài lần, bạn ngồi với người nào biết đó, họ chỉ bạn là bạn sẽ biết, rồi bạn dọc phá hồi bạn biết. Bạn đồng ý điều này chưa? Đó là cái kỹ năng thứ nhất chúng ta phải biết. Kỹ năng thứ hai là mình, cái kỹ năng thứ hai là mình nói là kỹ năng tối ưu được cái bài viết và cái trang web của mình, là kỹ năng tối ưu, hay cái từ chuyên ngành người ta hay gọi là SEO. Ok chưa? SEO gọi là tối ưu hóa cái trang web, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Các bạn hình dung chưa? Cái công cụ tìm kiếm tại sao nó lại có cái này? Chả ai mà biết cái trang web bạn mà họ tự vào hết, đặc biệt là khách hàng lạ. Khách hàng quen thì họ biết thì nói gì, nhưng mà khách hàng lạ, làm ví dụ như là trước khi bạn xem video này thì bạn đâu có biết tên mình là tên Nguyễn Thái Duy, thì làm sao mà bạn biết được cái trang web là Nguyễn Thái Duy .com để bạn vào. Bạn hình dung chưa? Hoặc là bạn chưa nghe mình nói thì làm sao bạn biết là có cái trang web btraining.org? Bạn không thể được như vậy. Bạn chỉ lên, tức là mình muốn nói là mọi người sẽ không tự biết cái trang web của mình, mà họ lên trên các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta phổ biến là Google, họ search cái gì đó họ thích đó, ví dụ vậy, thì bắt đầu cái kết quả tìm kiếm đó, nó mới đưa cái Google, họ mới đưa những cái trang web mà được tối ưu tốt lên. Và thế là khách hàng họ gặp ta. Bạn có nhận ra này không ạ? Cái mình muốn giải thích bạn. Cũng giống như với phần web, phần SEO này, về phần kỹ thuật nó rất là khó. Web vậy, về phần kỹ thuật nó rất là khó. Ok chưa? Nhưng phần cơ bản thì nó rất là dễ. Ở đây mình nói là không phải là bạn đi học SEO gì chứ nó mệt đâu. Không cần.
các bạn chỉ cần biết những cái rất là cơ bản và các bạn làm đúng như vậy thì tự nhiên web của bạn Google nó sẽ cho lên. À, bạn hình dung ra điều này chưa? À, Google tự động họ sẽ cho lên. À, ví dụ như là bạn cần phải biết gì, bạn cần phải biết tìm kiếm ra cái bộ từ khóa. Ví dụ như bạn lên Google bạn search vườn ươm doanh nhân thì nó sẽ ra quyển cái lĩnh vực của mình, cách nào để ra làm chủ thì nó sẽ ra trong cái mình, tức là cái đó người ta gọi là cái từ khóa. Bạn hiểu không? Chúng ta cần phải có cho mình cái bộ từ khóa Google. Các bạn lên Google các bạn search, ví dụ như là các bạn search cách làm sao để khởi nghiệp, ok chưa, thì lập tức á, cái bộ nhớ Google nó giới thiệu cho chúng ta sẵn rồi. Là một loạt những từ khóa, hoặc là các bạn đi xuống phía dưới cái trang tìm kiếm nó giới thiệu cho ta một loạt những từ khóa, đó là những từ khóa. Bạn cần lấy những cái từ khóa, dĩ nhiên nó có rất là nhiều công cụ từ khóa, nhưng mà ở đây mình muốn chỉ các bạn một cách rất là đơn giản nhất. Tại vì các bạn dùng công cụ rồi kia thì bạn thuộc năng cao rồi, ít bữa bạn rành hơn thì bạn tự tìm kiếm. Mình nói một cái cách rất là cơ bản cho những người phụ nữ ở nhà, những người lớn tuổi rồi đó, bạn chưa biết thì bạn làm. Chứ còn rất là nhiều công cụ nữa mà nó phức tạp quá bạn đâu làm được. Mình chỉ nói những cái đơn giản mà bạn làm được là tốt rồi. Rồi xong, bạn có trang web rồi thì bắt đầu bạn mới viết bài. Thì khi mà SEO tới ưu bộ máy tìm kiếm thì các bạn phải viết bài theo đúng chuẩn của bộ máy tìm kiếm thì chúng ta rất là dễ lên. Ví dụ như là bất kỳ một bài viết gì đó thì chúng ta cũng phải có cái tiêu đề. Cái tiêu đề, ví dụ như là cái quyển sách thì chúng ta cần cũng phải có cái tiêu đề. Thì trong cái tiêu đề chúng ta có cái từ khóa vào. Ví dụ như các bạn muốn viết một cái tiêu đề về khởi nghiệp, nói về cách khởi nghiệp, thì ở đây chúng ta phải có cái từ khóa về khởi nghiệp, cách đi lên của người khởi nghiệp từ Nam Xu. Chúng ta phải có cái từ khóa của người khởi nghiệp vào. Rồi xong, xuống dưới cái bài viết trong khoảng 150 cái từ đầu các bạn cũng phải có một cái từ khóa về khởi nghiệp, làm lại một lần nữa. Các bạn hình dung chưa? Sau đó bạn bóp vô cái hình, các bạn vô này cái tiêu đề. Xong khoảng 150 từ đầu á, khoảng 4 dòng á, 1 2 3 4 dòng trong web á, thì các bạn sẽ có khoảng một cái từ khóa nữa. Sau đó là gì ạ? Các bạn càng bóp một cái hình, tại trong trang web là bài đọc mà có cái hình nó vẫn tốt hơn là bài đọc nó không có hình. Bạn mong nhận ra điều này chưa? Thì cần có một cái tấm hình. Trong tấm hình đó chúng ta cũng gắn từ khóa. Rồi sau đó bắt đầu cái bài viết ở dưới, thì trong một bài viết các bạn có thể là chèn 2-3 tấm hình. Viết. Rồi chúng ta chèn thêm tấm hình nữa. Rồi cũng có thể là chúng ta chèn tấm hình nữa, tùy dài ngắn tùy các bạn. Dài quá thì chúng ta chèn thêm nhiều hình, ngắn thì chúng ta chèn ít hơn. Cũng có thể là các bạn chèn đoạn video. Các bạn nhìn chưa? Và trong nội dung từ khóa xuống dưới chúng ta cũng phải chèn thêm một cái từ khóa nó liên quan tới từ khởi nghiệp tiếp. Xuống dưới cùng chúng ta chèn từ khóa nè. Trong nội dung từ khóa ở trên cái khúc giữa chúng ta có chèn một hai từ khóa gì đó nữa cũng được. Và chừng cuối cùng cuối web nào nó cũng có cái chỗ mà gọi là nó gọi từ là hashtag, hoặc là nó có từ thì nó là SEO, có web thì nó nói là gắn từ khóa luôn. Thì chúng ta gắn 5, 6, 7, 10 cái từ khóa mà thuộc cái lĩnh vực của chúng ta. Ví dụ mình tập trung vào từ khóa cách khởi nghiệp thì có thể là dưới tên mình gắn một loạt những từ khóa cách khởi nghiệp ít vốn, cách khởi nghiệp từ không đồng, cách nào khởi nghiệp dễ, ok đó, làm dòng những từ mà nói đó là cái cụm từ khóa để chúng ta gắn vào phía bên dưới đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và nếu các bạn rành rõ hơn thì các bạn gắn cái link vào trong những cái từ khóa ở trên đó, gắn một link web, gắn trở về cái link web. Các bạn nhận ra điều này chưa? Rồi các bạn bóp, tức là đó là những cái rất là đơn giản, nó đơn giản vô cùng luôn, nó không có cái gì mà khó ở trong này hết. Hoặc là các bạn có thể là trao đổi cái backlink sau khi có cái web viết bài đó bài bản. Tuy nhiên cái nội dung rất là quan trọng, các bạn nhận ra điều này, cho nội dung web rất là quan trọng. Các bạn mà viết dở thì không ai đọc hết, dù bạn có làm tốt như thế nè, bạn có làm cái trang web đẹp nó như thế nè, bạn có làm cái trang web chuẩn tìm kiếm nó như thế nào mà cái nội dung nó không tốt thì cô không được. Khi mà bạn làm được những điều đó rồi đó thì bạn như thế nào, bạn đi trao đổi backlink. Bạn lên các cái diễn đàn, bạn gắn cái backlink mình vào, hoặc là bạn qua các web khác, bạn gắn backlink vào.
trao đổi banner để tạo ra banner nhau đó. Cái cách như vậy là người ta gọi là cái IO, và cái này là trong cái khả năng bạn làm được nên mình mới chỉ, còn những cái nó khó lắm bạn không có chỉ. Và rất nhiều bạn mình chia sẻ như vậy thôi thì các bạn nó làm tốt, và hiện tại mình cũng làm như vậy thôi, mình cũng chả làm gì nó phức tạp hơn hết. Rồi đó là kỹ năng thứ hai. Kỹ năng thứ nhất là cái chúng ta phải có biết hiểu về web, chúng ta làm bài web được. Kỹ năng thứ hai gọi là SEO. Kỹ năng thứ ba, đây là kỹ năng mình gọi là quan trọng nhất. Đó là kỹ năng gì ạ? Kỹ năng các bạn sáng tạo nội dung. Đây là kỹ năng quan trọng nhất, sáng tạo nội dung. Ok chưa? Cái này là tất cả của kinh doanh online. Khách hàng không gặp được ta để trao đổi thông tin thì khách hàng lên online và khách hàng xem thông tin. Nên là bạn cần viết bài rất là hay. Cái đây là cái kỹ năng viết bài là bắt buộc bạn phải có. Có một bạn kia, bạn ra kinh doanh bên lĩnh vực đồ trẻ em, đồ cho bé sơ sinh chứ không phải là trẻ em, chuyên về bé sơ sinh. Và lúc đầu thì bạn làm biến viết bài á, bạn nói rằng là bạn nhờ người khác viết bài, mình kêu ok bạn có thể là nhờ, và bạn nhờ qua một người khác viết bài, và cái người đó là viết bài cũng tốt lắm á. Và khi mà người kia viết bài trả về cho bạn được mười mấy bài, bạn đọc những cái bài đó xong bạn mới quyết định là bạn viết bài. À, bởi vì bạn có kinh nghiệm Assassin khoảng 7 năm rồi, bạn có kinh nghiệm viết bài. Vì sao vậy? Các bạn nhớ đây này. Vì sao cái việc này nó diễn ra? Tại sao vậy? Tại sao bạn quyết định? Bởi vì khi mà bạn đọc những bài người ta viết gửi về cho bạn xong á, thì bạn mới cảm giác bạn thương khách hàng. Bởi vì bạn nhờ người khác viết, cái người đó họ không thể insight được, họ không có thể hiểu sâu trong cái ngành này được. Họ viết hay nhưng mà cái từ nó nông cạn lắm các bạn, hiểu không? Bạn va vấp, bạn tương trả trong lĩnh vực mình thì bạn mới viết hay được. Hay ở đây mình không nói là hay về câu văn câu từ, mình không muốn nói vậy. Hay ở đây là bạn mới hiểu được khách hàng mong muốn gì và bạn viết để bạn đáp ứng. Đó là chúng ta cần phải luyện cái kỹ năng viết bài. Chưa, chúng ta cần phải luyện kỹ năng gì? Chụp hình. Tại bài viết nó cần chụp hình, nó là chúng ta cần có những kỹ năng chụp hình, hoặc là chọn được những tấm hình không chụp hình. Mình thì cũng không có chụp hình được tốt đâu, nhân viên mình nó chụp, nhưng mà chúng ta phải có cái con mắt nhìn được cái hình để huấn luyện nhân viên mình nó chụp. Nhân viên mình thì bạn nào vô thì mình cũng huấn luyện cái cách chụp hình, mà nó là tấm hình này đẹp này, tấm hình này không đẹp này, phải chụp cái góc nó như vậy. Thì tự nhiên các bạn luyện hồi, tự nhiên các bạn chụp đẹp. Các bạn cần phải có cái con mắt đó, tại vì kinh doanh online mà, người ta nhìn hình tuyệt vời, ok chưa, người ta đọc cái nội dung mình bài viết hay thì người ta tự nhiên người ta thất tiện, người ta không gặp được tiếp bạn. Hoặc là các bạn phải có cái khả năng làm video. Các bạn nhìn ra điều này, đây này, các bạn đang xem này là cũng làm video này. Nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó, chỉ cần một cái điện thoại. Ok, mình cũng đang quay được cái điện thoại này. Và các bạn cần phải có khả năng trình bày. Các bạn vô và cái khỏi rồi xong rồi, nhưng mà xong rồi mình đưa cho nhân viên nó xử lý cái video. Còn nếu các bạn tự làm video thì tuyệt thôi. Các bạn xong cái đoạn này xong, các bạn tự video rồi các bạn up lên luôn, up lên trên web, up trên Facebook, up trên YouTube. Các bạn càng làm gì đó, tức là chúng ta càng sáng tạo nội dung. Có thể là bài viết có thể các bạn viết được, hình như các bạn chụp cũng được, video các bạn cũng làm được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không phải biết cái đó, mà cái nội dung viết bài nó phải hay, cái góc hình nó phải tuyệt vời. Bạn chưa chờ, và chúng ta sáng tạo nội dung video có chất lượng. Ví dụ như là sáng nay mình làm đoạn video này thì mình phải suy nghĩ, vậy sáng nay chúng ta quay cái gì đấy? Và thế là mình ngồi mình đúc kết ra được, và mình nói là đúng rồi, chia sẻ cho mọi người 7 kỹ năng rất là quan trọng để làm online. Các bạn có nhận ra điều này không? Đó là người ta gọi là suy nghĩ ra 7 kỹ năng đó là gì, rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ viết ra, mình thấy mình viết ra cái quyển tập của mình, cái quyển nốt này. Thì cái đó người ta gọi là cái 7 cái kỹ năng rất là quan trọng. Cái đó người ta gọi là sáng tạo nội dung. Các bạn cần phải sáng tạo nội dung trong lĩnh vực của mình. Bạn nhận ra điều này này rồi. Đó là kỹ năng số 3. Kỹ năng thứ 4 là chúng ta phải thành thạo mạng xã hội. Ok chưa? Chúng ta phải thành thạo mạng xã hội. Kỹ năng thứ 4 đó là mạng xã hội. Ok chưa? Mạng xã hội bây giờ thì nó có nhiều mạng. Tuy nhiên cái mạng mà nhộn nhịp nhất hiện tại đó là mạng Facebook, thì các bạn phải thành thạo mạng xã hội Facebook. Các bạn phải thành thạo.
Bây giờ mà các bạn nói là các bạn không thích Facebook, không chơi Facebook thì cái chuyện đó nó không hợp lý. Tại vì cái xã hội chúng ta nó đã là như vậy rồi mà chúng ta phải theo trào lưu chứ. Bây giờ các bạn nói các bạn không thích xe con, đó là việc của bạn. Thế xã hội bây giờ thì người ta khá giả thì người ta phải có xe con chứ. Các bạn hình dung ra được rồi chứ. Còn bạn nói bạn không thích chứ là cái quan điểm của bạn hoặc là bạn hiểu vấn đề nó chưa tới thôi. Bạn hình dung chưa? Tại cái xã hội bây giờ là chúng ta phải tương tác rồi đó. Cái mạng xã hội Facebook nó mang rất nhiều lợi ích cho chúng ta mà. Ai biểu bạn cứ nghĩ nó về tiêu cực, sao bạn nhìn cái góc độ tiêu cực. Ví dụ như là mình cũng có Facebook, bạn bè mình nó cũng có Facebook và thế là chúng ta chỉ nói chuyện trên Facebook. Các bạn thấy nhanh gọn lẹ, em không cần gọi điện thoại, không cần gì hết, hàng ngày thấy nhau trên Facebook nó đều tuyệt vời. Hoặc là các bạn tương tác thành viên trong gia đình với nhau. Mình ở trên Sài Gòn, ba mẹ ở quê, chúng ta tương tác với nhau. Nó rất là nhiều thứ mà. Ai biểu bạn lên, bạn cứ đọc mấy cái tin nhảm. Bỏ mấy tin nhảm nó đi, cancel nó đi. Ok, chúng ta tập trung vào cái điều tốt thôi. Ứng dụng cái điều tốt nó thôi. Các bạn nhận ra điều này thì chúng ta cần phải nhận ra. Bạn phải thành thạo sử dụng Facebook rất là nhuyễn. Các bạn phải biết là diễn đàn trên Facebook, hội nhóm trên Facebook là gì. Các bạn phải biết share, chia sẻ. Các bạn phải biết viết bài trên Facebook, hàng ngày chia sẻ bài. Ok, các bạn phải biết tương tác, cần phải like. Phải biến cái Facebook nó thành cái công cụ marketing và cái danh của bạn. Đó là người khôn ngoan. Cái người ngồi cứ đánh giá Facebook này là cái người nhận thức chưa thôi. Bỏ qua những người đó. Và những người đó một ngày nào đó rồi họ cũng lên. Tại ai cũng lên thì bắt buộc họ lên. Mà họ lên sau lên muộn. Nên chúng ta cần phải thoát ra, thay đổi đến để nó tốt hơn thì phải nên thay đổi. Đừng cứ ngồi đó mà cứ cái quan điểm lý do hoài, không có tốt. Mình 40 mấy tuổi mà mình vẫn sử dụng mạng xã hội mà. Chúng ta còn trẻ thì chúng ta làm đi, không có gì mà phải cứu mắt nào. Rồi Zalo, bạn phải thành thạo nó. Rồi YouTube, nó là mạng xã hội về video. Chúng ta phải thành thạo nó, phải làm bơ. Là làm được. Ngày hôm nay chúng ta phải thành thạo về công này. Hàng loạt những mạng xã hội khác nhiều. Mạng xã hội thì nhiều lắm. Bạn lên bạn tìm bạn search mạng xã hội là nhiều lắm. Chúng ta phải thành thạo đó. Và có những mạng xã hội nó có cái rằng tiềm năng của bạn ở trên đó. Nhiệm vụ các bạn là phải ra rẻ cái đó. Rồi cái thứ năm, các bạn phải biết sử dụng thành thạo cái laptop của mình. Các bạn cần phải có laptop. Bạn biết sử dụng thành thạo cái điện thoại smartphone. Giờ này mà không sử dụng được laptop smartphone là không được. Chúng ta đã tiến tới, nhà nước cứ liên tục nói nền tảng 4.0 rồi mà. 4.0 là cái công nghệ nó đi tới 4.0 rồi. Mà giờ này cái laptop chúng ta lại không sử dụng được, không thành thạo. Thành thạo ở đây không phải là đánh 10 ngón không cả. Nghĩa là những cái nút nào nó ở chỗ nào trong máy tính chúng ta làm chủ được, trên cái điện thoại chúng ta cũng làm chủ được, đánh một ngón hai ngón cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà đụng tới cái máy là chúng ta sử dụng được, đụng tới cái laptop, cái điện thoại là chúng ta sử dụng được. Và nên mình chỉ khuyên các bạn có kinh phí thì nên đầu tư vào những cái máy móc tốt, máy móc không tốt. Các bạn nếu mà có tiền nhiều thì các bạn mua ngay cái MacBook loại tốt dùng. Còn nếu mà không có tiền thì chúng ta cũng có thể mua loại cũ. Mình cũng như vậy, cũng mua MacBook mà các bạn mua loại cũ thì tự nhiên giá nó cũng rẻ hơn và tự nhiên nó dùng ổn định. Mình cũng dùng các cái loại máy khác mà nó không ổn định, bực nó bị này bị kia hoài. Nên là có tiền thì mua máy mới, cái điều đó rất là tuyệt vời. Còn không có tiền thì đi tìm máy cũ của loại MacBook mua. Điện thoại cũ vậy, các bạn làm nhiều, các bạn sử dụng nhiều thì các bạn nên mua iPhone. Có tiền thì chúng ta mua iPhone mới. Bây giờ nó đang là iPhone X, iPhone 8 gì đó, đúng không? Thì các bạn có thể là mua iPhone 5 hoặc iPhone 6. Đây là cái mình đang quay là cái iPhone 6 Plus S. Vẫn dùng tốt phò. Mình bây giờ đã 2 năm rồi, dùng quá tốt. Nó không ảnh hưởng gì hết. Thì bây giờ một cái iPhone 6 vậy thì giá nó cũng rẻ. Hoặc là iPhone 5. Chúng ta đâu cần phải mua cái mới nhất đó. Không cần các bạn. Nhưng mà ở đây mình nói là các bạn phải đã tập trung vào kinh doanh online thì chúng ta cần phải có những cái công cụ và thiết bị tốt và như thế nào và phải biết rành rõi về nó. Cái đó là kỹ năng thứ mấy? Kỹ năng số 5 rồi. Kỹ năng số 6 là các bạn phải biết gì? Biết một số những cái kỹ năng về quảng cáo. Ví dụ các bạn phải biết quảng cáo trên Google. Quảng cáo ở đây không có nhất thiết là các bạn phải giỏi ngay từ đầu liền, nhưng mà các bạn làm hoài thì tự nhiên các bạn sẽ giỏi, dập phá hoài thì tự nhiên giỏi thôi. Phải biết chạy quảng cáo Google.
không cần phải đi học những cái lớp cao cấp, những cái lớp máy tay, cái đó là dành cho những người chuyên nghiệp. Các bạn ở nhà nó không gì ghê gớm đâu. Các bạn tự học cũng được, hoặc là có một người chỉ cho bạn cơ bản là bạn biết liền, rồi về nhà các bạn tự dọc phát các bạn chạy. Kỹ năng quảng cáo trên Google, học kỹ năng chạy quảng cáo trên Google, học kỹ năng chạy quảng cáo trên Facebook. Các bạn ra để gì? Để chúng ta tăng cái lượng khách của chúng ta lên. Học cái cách để chúng ta live stream, nó có rất là nhiều cách. Học cái cách gửi email, các bạn chưa? Để chúng ta tăng cái lượng khách của chúng ta lên, chúng ta đi tới này thì chúng ta cần phải rèn rã những cái đó. Bạn nhận ra là chưa? Cần phải luyện cái kỹ năng đó rồi. Kỹ năng số 7 là bạn phải làm cho nó lan tỏa ra, làm cho website lĩnh vực kinh doanh chúng ta nó lan tỏa ra. Internet kẹt và bắt đầu đi phát. Phải có khả năng tiếp cận với người lạ, tới gặp từng người và nói đây là một kinh doanh của mình, đây là cái nền kẹt của mình, bạn có thể lên Google tìm kiếm. In ra các tờ rơi và có thể chúng ta đi phát. Chúng ta có thể lên các cái diễn đàn ở trên online để chúng ta đăng cái trang của mình lên. Vào trong cái group chia sẻ nói chuyện họ thân thích rồi đăng cái trang của mình lên. Các bạn chúng ta đây rất là nhiều. Ở trên online nó quá nhiều mà. Hoặc là các bạn có thể là thấy email của ai đó rồi các bạn gửi một cái nội dung email rất là hay và kèm cái đường link của mình vào, thứ tự những người ta sẽ đọc. Không gì khó khăn trong việc này hết. Hãy tìm cách lan tỏa. Cái số 7 là hãy có kỹ năng lan tỏa những cái gì mình đang có đi cái nhiều người biết. Mình ra được cái quyển sách này rồi thì cái còn lại gì? Phải lan tỏa ra. Không lan tỏa tự nhiên viết quyển sách để đây tự sướng chứ làm gì. Bạn biết làm một cái sản phẩm như đó mà bạn không biết cách lan tỏa thì bạn để ở nhà bạn tự sướng chứ bạn làm gì. Các bạn hiểu. Nên là chúng là ra kinh doanh, ra kinh doanh nó không có khó mà chúng ta cần phải đi học những kỹ năng đó. Mình muốn gửi bạn nó hoàn toàn không có khó, chúng ta cần có những cái kỹ năng đó thôi. Rồi các bạn thấy cái tư duy chưa? Rồi bây giờ 7 cái kỹ năng đó mà nói các bạn phải nhớ. Kỹ năng thứ nhất là gì? Chúng ta phải có kỹ năng về web, và hồi nãy mình nói review lại để nhớ. Không phải là chuyên gia nhưng mới đứng web không cần. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm và mình cũng nói rồi. Kỹ năng thứ ba là chúng ta phải biết tạo ra nội dung rất là linh động, sáng tạo. Kỹ năng thứ tư là chúng ta phải giỏi về mạng xã hội. Kỹ năng thứ năm là chúng ta cần phải trang bị cho mình những cái máy móc, laptop, điện thoại tốt. Kỹ năng thứ sáu là chúng ta cần phải hiểu về quảng cáo và lan tỏa một số cái công cụ. Kỹ năng số 7 là chúng ta phải biết nhân nó ra, lan tỏa ra, làm cho nhiều người biết. Các bạn chưa? Và mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn đừng có viện lý do là tôi lớn tuổi hay là tôi chưa biết, cái đó không quan trọng. Hãy bắt đầu đi từ bây giờ, lên mục tiêu và làm. 7 cái kỹ năng này không có nghĩa là mình nói là các bạn biết liền. Các bạn nhận ra điều này này chưa? Mình nói để các bạn nhận ra rồi các bạn lên kế hoạch. 7 kỹ năng này mình có cái gì chưa? Chưa thì chúng ta phải bắt đầu từ một cái. Ok chưa? Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu từ một cái. Chứ phải nghe ra rồi nói cái kỹ năng này nó khó quá. Hoặc là mình lớn tuổi rồi. Hoặc là sao mình tệ quá thì là không cần, các bạn không cần phải suy nghĩ nó như vậy. Không cần. Các bạn nghe xong rồi các bạn bắt đầu mới ngồi review. Ok chưa? Cái gì mình chưa biết. Đúng không? Rồi, chọn một cái và là quyết định. 3 ngày nữa chúng ta phải làm xong, 6 ngày nữa chúng ta làm xong, 7 ngày nữa chúng ta biết. Nếu chưa xong thì chúng ta lên kế hoạch tiếp. Kỷ luật trong chính bản thân mình để đeo đuổi đến cùng được vấn đề. Có thể là 1 tháng sau các bạn rành về kỹ năng web. Ok, rồi chúng ta tiến tới kỹ năng thứ 2, thứ 3. Thì sau 1 năm chúng ta sẽ rành rõ cái điều này. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta hãy có bước chân đầu tiên và hãy đi. Đừng có suy nghĩ ngược lại, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Và chúng ta cứ đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi cái đoạn video chia sẻ của mình. Đây là cái kênh BTV và mình chia sẻ cái hàng của mình là mình chia sẻ tới 1000 đoạn video rồi và cho tới nay thì nó đã hơn 150 đoạn rồi. Các bạn an tâm, các bạn cứ đăng ký vào và các bạn sẽ theo dõi rất là nhiều. Mình sẽ chia sẻ một cái kênh chuyên về kinh doanh sẽ rất là nhiều và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký nhé để theo dõi khi mình có đoạn mới là các bạn sẽ có đấy. Bye bye các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày chủ nhật rất là tuyệt vời.